Trung Phúc Anna Maria Taigi qua đời 1837, đến nay đã hơn 180 năm, nhưng thi hài của thánh nhân vẫn không bị phân hủy. Chúng ta cùng tìm hiểu về cuộc đời và nên thánh của vị Trung Phúc là bộ mạng của các bà mẹ và gia đình. Anna Maria Taigi sinh ngày 29 tháng 5 năm 1769 tại Siena, nước Ý. Cha của cô là một dược sĩ đã bị mất việc và của cải, bị buộc phải đi làm một nơi khác. Ông đã quyết định chuyển gia đình của mình đến Rome. Nơi đây, ông làm việc như là một công chức. Bà Anna bắt đầu theo học tại một trường do các nữ tu Philippines quản lý từ năm 1774 đến năm 1776. Khi cô Anna hoàn tất việc học của mình, cô đã làm bất kỳ công việc gì để có thể giúp đỡ gia đình. Công việc chính của cô là trở thành một người giúp việc cho gia đình. Cô đã làm việc trong nhà thờ Thánh cho An Laterano từ năm 1780 đến năm 1782 năm 1789, cô Anna kết hôn với một người đàn ông đến từ Milan là anh Domenico Taigi, một quản gia. Họ đã có với nhau bảy mặt con. Ba đứa trẻ đã chết khi chúng còn rất bé. Ông Domenico không phải là một người đàn ông trộn mật. Ông có tính khí nóng nảy. Ông không bao giờ đánh bà Anna nhưng ông có thể là một tên bạo chúa luôn la mắng và mang lại những áp lực kinh khủng cho gia đình và làm cho gia đình sợ hãi. Bà Anna đã chịu đựng rất nhiều những cơn nóng giận của chồng, nhưng bà luôn cố gắng đáp trả lại bằng sự thứ tha. Bà biết rằng một nụ cười và sự im lặng sẽ làm cho ông bình tĩnh lại nhanh hơn nhiều so với một cuộc cãi vã Thực tế thì ông Domenico Taghi cũng đã yêu vợ mình rất nhiều. Vì sự kiên nhẫn của bà trước những tính khí nóng nảy của ông, nhờ thế mỗi ngày ông trở nên khoan dung hơn. Đã có thời bà Anna cũng đã cố gắng chứng diện những bộ quần áo đẹp để lấy lòng chồng. Nhưng một ngày kia, khi bà và gia đình đang ở trong nhà thờ Thánh Phaero ở Roma Bà Anna đã hiểu ra vấn đề và bà bắt đầu một cuộc sống mới với sự cố gắng mới. Bà nhìn lại tấm hồn mình và những tội lỗi của mình. Và ngay lập tức, bà bắt đầu lại một cuộc sống mới, một cuộc sống của sự phân phục, sự hiểu biết, kiên nhẫn, lòng khiêm nhường và quyết tâm từ bỏ tội lỗi. Bà Anna Maria Taigi đã trở thành người bảo trợ cho các bà mẹ và gia đình. Bà cũng là người bảo trợ cho các nạn nhân bị lạm dụng tình dục và bạo hành gia đình. Bà được Đức Giáo Hoàng Benedict Tôn 15 tôn phong chân phúc vào ngày 30 tháng 5 năm 1920. Bà Anna tin rằng hôn nhân là trong những nhiệm vụ lớn lao đến từ Thiên Chúa. Cuộc sống hôn nhân của bà kéo dài trong suốt 47 năm. Bà đã cố gắng hợp tác với chồng mình, giảm bớt tính khí nóng nảy của chồng và làm mọi thứ cho gia đình của mình. Bà có nhiệm vụ làm vợ, làm mẹ của mình như là con đường dẫn đến sự thánh thiện của bà. Bà hoan nghênh cuộc sống khiêm nhường trong việc cống hiến bản thân mình cho tất cả những người xung quanh. Đây là ơn gọi của bà Anna Maria về sự thánh thiện phi thường trong đời sống bình thường của hôn nhân, gia đình trong vai trò làm vợ và làm mẹ sau thời gian ngắn với kinh nghiệm của bà ở nhà thờ thánh Phêrô, bà Anna Maria đã bước vào một thế giới tiên tri. Bà thường xuyên đến thăm các bệnh viện và giúp đỡ những người đau bệnh nặng. Trong thời gian này, bà bắt đầu nhìn thấy được các biến cố xảy ra trong quá khứ, hiện tại và ngay cả trong tương lai. Bà đã trở thành một giáo viên, nhà tiên tri và nhà thần học bà có thể nhìn thấy viễn cảnh của toàn thế giới. Bà trở nên quen thuộc với các hồng y và thậm chí rất thân quen với đức ông Giovanni Mastai, sau này sẽ trở thành giáo hoàng Pio 11. Đức giáo hoàng Leo 12 đã giúp đỡ bà rất nhiều. Bà đã soạn một lời cầu nguyện cho đức mẹ và đức giáo hoàng Pio thứ bảy đã ban tặng đặc ân cho những ai đã đọc lời cầu nguyện đó. Hôm nay thi hài của thánh nhân vẫn đang được đặt tại Roma trong nhà thờ thánh Chrysogon. Mỗi ngày khách hành hương đều đến kính viếng bà, đặc biệt là các bà mẹ trong gia đình. Lời chúa, xin hài.